Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Anh cấp cứu Nguyễn Phú Trọng mất tâm. Tối ngày 6 tháng 4 năm 2020, theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa vào khoa cấp cứu hồi sức chỉ chưa đầy một ngày sau khi nhập viện vì các triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Anh cho biết, theo lời khuyên của nhóm y khoa, Thủ tướng Boris Johnson đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Thomas ở thủ đô London. Văn phòng của Thủ tướng cho biết như vậy. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Anh Johnson tham gia và vỗ tay hoan hô các nhân viên y tế hôm thứ Năm ngày 2 tháng 4 bên ngoài của số 11 phố Downing Street. Truyền thông Anh cho rằng Thủ tướng Johnson từng tiết lộ cởi mở về tình trạng bị béo phì. Đây cũng là yếu tố rủi ro đối với các bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán. Thống kê cho thấy có đến hơn 70% bệnh nhân trong phòng cấp cứu vì viêm phổi Vũ Hán tại Anh bị béo phì hoặc quá cân. Ông Boris Johnson, năm nay 55 tuổi, nhậm chức Thủ tướng Anh từ tháng 7 năm 2019. Ông nhập viện vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 4 sau khi dương tính với cúm Vũ Hán được 10 ngày. Ban đầu, ông nhập viện để tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, sức khỏe của người đứng đầu nội các đã diễn biến xấu đi và được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt lúc 19 giờ tối ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương. Ông Boris Johnson hiện vẫn tỉnh táo và chưa cần đến máy trợ thở. Tuy nhiên, đã được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt để đề phòng trường hợp cần hỗ trợ thở. Trong ngày thứ hai, đã có tin ông Johnson ổn định và có tinh thần tốt hơn, nhưng đến tối tình hình của ông lại xấu đi. Và dư luận Anh đều bất ngờ trước tình trạng sức khỏe của Thủ tướng. Các báo của Anh đồng loạt chạy tin choáng về sức khỏe của ông Thủ tướng Boris Johnson. Đây là hình ảnh trên truyền thông Anh nhất loạt đăng tin các trang nhất Thủ tướng Anh được đưa vào khoa cấp cứu. Theo nhận định của nhật báo The Independent, thông báo hôm qua là rất bất ngờ. Hãng tin AFP cho biết hôm nay toàn bộ trang nhất của nhật báo Anh đều dùng các cụm từ như chăm sóc tích cực, và hai tờ như Daily Mirror và tờ Daily Star còn nói đến cuộc chiến đấu để cứu mạng sống của ông. Trước đó, văn phòng Thủ tướng nói rằng ông Johnson chỉ bị các triệu chứng nhẹ và nhập viện là bước đề phòng. Cách đây đúng một tháng, trên truyền hình, ông Thủ tướng Johnson rất tự tin phát biểu trên truyền thông rằng tôi bắt tay cả với tất cả. Khi nói về cuộc chiến thăm tới bệnh viện điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, và ông đã có phát biểu như vậy. Khi đó, Thủ tướng Anh đã chọn theo chủ thuyết miễn dịch cộng đồng, có nghĩa là cứ để mặc cho nạn nhân tự do và dịch tự do lan tràn đến lúc tốc độ lây nhiễm chậm lại và chỉ tập trung cứu chữa những trường hợp thật nặng. Ông Johnson khẳng định quyết sách của ông đã được đưa ra dựa vào các cố vấn y khoa và khoa học và có chiến lược rõ ràng dựa trên khoa học hành vi. Theo đó, chính phủ nên đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp xúc một cách từ từ. Theo đúng trình tự thì mới có sự tuân thủ từ công chúng. Và chính phủ Anh đã không muốn đóng cửa quán bar, nhà hàng, dù yêu cầu người dân không tụ tập. Ông vẫn để trường học mở cửa, dù Pháp và Đức đã đóng cửa. Sau đó, chính sách của Anh đã phải thay đổi khi số người nhiễm và tử vong do viêm phổi Vũ Hán tăng lên chóng mặt. Và nước Anh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lãnh đạo vào thời điểm đang tiến hành và đỉnh dịch viêm phổi Vũ Hán chưa tới. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Sức khỏe của Thủ tướng Anh Johnson đã xấu đi vào lúc nước Anh đang chuẩn bị cho thời điểm tồi tệ nhất của dịch viêm phổi Vũ Hán. Dự kiến trong 10 ngày tới, hơn 5.000 người đã chết ở Anh vì viêm phổi Vũ Hán và quốc gia này vẫn duy trì phong tỏa trong lúc hệ thống y tế nỗ lực chữa trị cho những bệnh nhân trong tình trạng thiếu những đồ bảo hộ y tế thiết yếu như máy thở và khẩu trang. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng, ông Boris Johnson yêu cầu Ngoại trưởng Dominic Raab tiếp tục công việc của mình khi cần thiết. Ngoại trưởng Anh khẳng định chính quyền London sẽ đảm bảo tiếp tục thi hành các kế hoạch của nhà lãnh đạo nhằm đánh bại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Anh. Nhà ngoại giao Raab, 46 tuổi, là một luật sư về tài chính, tranh tụng quốc tế và luật cạnh tranh. Ông đắc cử vào Nghị viện Anh từ năm 2010 và từng phục vụ trong nội các của cựu Thủ tướng Theresa May trong vai trò Bộ trưởng phụ trách Brexit. Ông được chỉ định vào ghế Ngoại trưởng khi Thủ tướng Johnson bắt đầu cầm quyền
tại Anh từ tháng 7 năm 2019. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ông Rudd là chủ trì cuộc họp khẩn cấp thường ngày với các bộ trưởng, quan chức, chủ chốt, đặc trách về y tế và cố vấn khoa học của chính phủ. Các chuyên gia cho biết, hiến pháp Anh không quy định rõ kế hoạch B về người sẽ đảm nhiệm vai trò thủ tướng tạm quyền trong trường hợp ông Johnson không thể điều hành đất nước. Ông Rudd được chỉ định làm người sống sót cuối cùng trong trường hợp thủ tướng Johnson không điều hành được đất nước đã gây tranh cãi vì nhiều người kỳ vọng ông Michael Gove, người đứng đầu văn phòng nội các Anh, sẽ là người thay thế. Và trước đó, vào hôm 27 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Anh Johnson đã thông báo ông đã dương tính với viêm phổi Vũ Hán và thực hiện tự cách ly trong căn hộ ở phố Downing của mình. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock tại số nhà 10 phố Downing, London. Thủ tướng Anh không phải là người đầu tiên và duy nhất bị dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tấn công trong chính phủ Anh. Ngày 10 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Daniel Dett đã trở thành nghị sĩ đầu tiên của nước này dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Đến ngày 27 tháng 3, cùng với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock thông báo nhiễm viêm phổi Vũ Hán và đang tự cách ly. Ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock thông báo là sẽ đi làm trở lại sau một tuần tự cách ly và đã hồi phục. Ngày 4 tháng 4, vị hôn thê của ông Johnson, bà Care, đang mang bầu tiết lộ, đang tự cách ly khi có triệu chứng nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán. Và viêm phổi Vũ Hán đã thâm nhập một cách âm thầm vào nội các Anh. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh trong một cuộc họp trực tuyến. Các bữa ăn và tài liệu làm việc được để ra ngoài cửa nhà ông, nhưng ông tiếp tục chủ trì các cuộc họp trực tuyến về xử lý khủng hoảng. Trong mấy ngày qua, ông tự quay nhiều video để đăng lên mạng xã hội nhằm trấn an mọi người rằng ông vẫn khỏe và vẫn làm việc, nhưng nhiều lúc ông có vẻ bị khó thở và trông không ổn lắm. Ông được nhìn thấy lần cuối khi công chúng vỗ tay hoan hô các nhân viên y tế từ căn hộ của ông ở phố Downing vào tối thứ Năm ngày 2 tháng 4 và chủ trì một cuộc họp về viêm phổi Vũ Hán từ xa vào sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 4. Cuối ngày hôm đó, Thủ tướng đã đăng một video lên tweet nói rằng ông vẫn còn các triệu chứng nhẹ. Ông viết, tôi vẫn còn sốt, vì vậy theo lời khuyên của chính phủ, tôi phải tiếp tục cách ly cho đến khi triệu chứng đó tự hết. Và ông nói thêm rằng, nhưng chúng tôi đang làm việc toàn bộ thời gian theo chương trình của chúng tôi để đánh bại viêm phổi Vũ Hán. Và Thủ tướng Anh đã nhận được nhiều lời chúc từ các chính trị gia trong nước cũng như các nhà lãnh đạo quốc tế cho sức khỏe của mình. Đây là hình ảnh cảnh sát Anh gác bên ngoài bệnh viện Thomas ở London, nơi Thủ tướng Anh đang được điều trị. Là người ủng hộ Johnson, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã yêu cầu các công ty dược liên lạc với London để trợ giúp. Tổng thống Trump cũng bày tỏ thông cảm với Thủ tướng Anh và gọi ông là một người đàn ông mạnh mẽ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Johnson trong cuộc chiến đấu chống với viêm phổi Vũ Hán. Ông Trump đã nói như sau. Tất cả người Mỹ đang cầu nguyện cho ông ấy. Ông ấy là một người bạn tuyệt vời của tôi, là một quý ông và là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Các lãnh đạo quốc tế, trong đó có Thủ tướng Ireland và Tổng thống Pháp Macron, cũng đã gửi thông điệp ủng hộ. Thủ tướng Anh nhận được những lời chúc từ đồng nghiệp, trong đó có người tiền nhiệm Theresa May và David Cameron. Lãnh đạo đảng phe đối lập, đảng lao động Keir Starmer cho biết ông hy vọng Thủ tướng sẽ phục hồi nhanh chóng. Diễn biến sức khỏe theo chiều hướng xấu đi của Thủ tướng Anh cho thấy sức công phá ghê gớm của bệnh dịch nguy hiểm đến từ Trung Quốc này. Và cùng thời gian này, tại Việt Nam, chúng ta cũng đã chứng kiến sự vắng bóng của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước già nua Nguyễn Phú Trọng, người vốn có tiền sử nền về bệnh cao huyết áp tại các hoạt động của Đảng và Nhà nước diễn ra trong thời gian vừa qua. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán là nguy cơ tiềm tàng để tấn công và giết chết bất cứ vị lãnh đạo nào trên thế giới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân không phải là một ngoại lệ. Đây cũng là hậu quả của quá trình già hóa bộ máy lãnh đạo, bảo thủ, trì trệ và lạc hậu tại Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chờ xem những điều gì bất ngờ sẽ xảy ra ở Ba Đình thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.
Trung Khoa, Thời báo.de.